tại sao cứ phải khóc bởi một người không xứng đáng với tình yêu ta đã trao chẳng chút nghĩ ngợi. Ngày đầu yêu ai cũng tốt rồi tự nhiên thiêu đốt hết yêu thương, đáng lẽ ta nên giữ cho nhau. Nếu không thể là tất cả cùng đi đến hết cuộc đời thì cách xa nhau lúc này là điều nên nghĩ tới. Giờ nói yêu nhau thì không thể, còn thương nhau thì anh thấy không cần. Giữ nhau chỉ làm cho trái tim ta càng khép kín. Duyên trời đừng cho hai chúng ta gặp được nhau sẽ tốt hơn nhiều, vì chẳng có tình yêu nào mãi mãi khi chưa gặp đúng người. Một ngày gần nhau vạn ngày nhớ, một đời cũng có khi không quên được, nhưng dường như thế gian ấy cũng sẽ đổi. Ra lời chia tay đau lắm, anh yêu tận tâm sẽ đau tận cùng. Tháng năm gần bên anh khi đó sẽ có người yêu em xóa nhòa, một người thương thương một người đã nói thương, một người sẽ được gì đâu. Thôi để em đến nơi em coi là bình. Điều nên nghĩ tới. Giờ nói yêu nhau thì không thể, còn thương nhau thì anh thấy không cần. Giữ nhau chỉ làm cho trái tim ta càng khép kín. Người muốn chia tay chắc bởi vì mình chưa tốt. Giá duyên trời đừng cho hai chúng được nhau sẽ tốt hơn nhiều, vì chẳng có tình yêu nào mãi mãi khi chưa gặp đúng người. Một ngày gần nhau vạn ngày nhớ, một đời không có khi không quên được, nhưng dường như thế gian anh cũng sẽ đổi thay. Nói ra lời chia tay sẽ đau tận cùng. Tháng năm gần bên anh khi đó sẽ có người yêu em xóa nhòa, một người thương thương một người đã nói thương, một người sẽ được gì đâu. Thôi để em đến nơi em coi là bình yên. Nói ra lời chia tay đau lắm, ai yêu tận tâm sẽ cùng. Tháng năm gần bên anh khi đó sẽ có người yêu em xóa hết. Giờ thì thương một người đã nói thương một người sẽ được gì đâu. Thôi để em đến nơi em còn là bình yên. Thôi để em đến nơi em còn là bình yên. Từ nay mãi gọi nhau là người.